Chồng ơi, chồng này, đi vào xem hộ em cái chậu rửa bát thế nào ấy, không ra nước luôn. Ôi giời ơi, anh có phải thợ sửa ống nước đâu mà em bảo anh sửa. Không bao giờ nhờ được cái gì. Sút vào mày vào thế mới là vào chứ lại. Này chồng ơi, xem hộ em xem cái điện thoại không gọi được cho ai này. Ôi giời ơi, em đem ra hiệu mà sửa nhá, ra đây mà tìm đúng người đúng việc hơn không? Lại ra hiệu, anh là chồng kiểu gì ấy, em chẳng nhờ đâu anh cái gì cả. Chồng với trẻ con bực mình. Xe cộ thế nào ấy nhỉ? Anh ơi, dắt ra đầu ngõ, ra đây có ông thợ ấy, bảo ông ấy sửa cho nhá. Anh có phải thợ sửa xe đâu mà hỏi anh. Anh nhá, có chồng như anh thà chả có còn hơn. Bực mình, gì cũng phải tự làm. Vợ con cái kiểu gì, chửi chồng hơn hát quan họ. Vần nhịp rõ ràng. Được ngày nghỉ mà điếc hết cả tài. Ôi trời. Ôi. Alo mẹ à? Vâng, con biết rồi. Con hứa với bố mẹ là trong năm nay bọn con sẽ có cháu cho bố mẹ bế, cho bằng bạn bằng bè, được chưa? Vâng, con nhớ rồi. Thế nha mẹ nha, con chào mẹ. Vợ chửi là cái đồ vô dụng không biết sửa đồ. Bố mẹ chửi là cái đồ vô dụng không biết đẻ. Có lẽ nào mình vô dụng thật không nhỉ? Em ơi, em sửa vòi nước rồi à? Vâng, em nhờ anh Long sửa rồi. Cái gì? Thằng Long hàng xóm đấy á? Thế nó lấy bao tiền? Anh không lấy tiền. Anh ấy sửa cho em cái vòi nước, bảo em là một là sửa cho anh cái áo, hai là cho anh một lần. Thế là em sửa áo cho nó à? Cái thằng điên đấy, anh là anh ghét nó nhất xóm đấy. Không, em cũng phải thợ may đâu mà sửa. Cái gì? Thế không sửa thì làm gì? Quỳnh! Quỳnh ơi! Quỳnh! Vợ! Em đi đâu về đây? Em đi sửa xe, mua hoa quả. Để anh vào anh sửa cái vòi nước cho nhá. Ông phải làm sao ấy nhở? Hiếu ơi, làm cốc cà phê đi. Làm luôn. Này, làm gì mà trông đăm chiêu thế? Thì chuyện gia đình thôi. Ông bà già tao một bế cháu lắm rồi. Có đôi ba tuần lại gọi một lần. Mà vợ tao mãi chả thấy cái gì cả. Tao đang suy nghĩ xem có nên thay mái không. Làm vậy thì hơi ác với vợ tao nhỉ? Mày làm thế là ngu chứ không phải ác nhá. Thời buổi bây giờ người ta phải cơi nới, mở rộng, thêm thắt. Chứ ai lại đập đi xây lại bao giờ? Rốt.
Tao đi khám ấy, thì bác sĩ bảo là khỏe mạnh bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ con vợ tao thôi. Bác sĩ bảo là cứ để tâm lý thoải mái thì cái gì đến nó sẽ đến. Thế nhưng mà con vợ tao ấy, cứ nhìn thấy tao là chửi, rổ hết cả người lên. Này, không phải kiếm em nào gửi lấy đứa này, biết đâu với thằng cu. Tao mà gửi được á, tao gửi lâu rồi. Em chào anh ạ. À, Ngọc à, em đến rồi à? Ngọc. Anh Tuấn, anh cũng làm ở đây ạ? Ừ. Giới thiệu với mọi người, đây là Ngọc. Từ hôm nay sẽ làm cùng phòng chúng ta. Em chào tất cả mọi người ạ. Em mới vào làm, có gì mong mọi người giúp đỡ ạ. Đây, chỗ ngồi của em đây. Dạ vâng ạ. Ngọc, em về lâu chưa? Sao không bảo anh câu? Dạ, em về cũng được hơn một tháng rồi ạ. Nhưng mà em nghe tin là anh lấy vợ rồi, cho nên em không dám liên lạc với anh, sợ vợ của anh ghen. Có gì đâu mà ghen. Làm đây có gì không biết thì cứ hỏi anh. Anh là phó phòng, anh Hiếu là trưởng phòng. Thế nhưng mà cũng để anh lắm đấy. Thật thế à anh? Dạ vâng, nếu mà được như vậy thì tốt quá rồi ạ. Ừ, em làm việc đi. Dạ vâng ạ. Này, quan hệ như nào đây? Em này trông có vẻ gọi là ấm đấy nhờ. Người yêu cũ tao. Ôi giời. Này, sao lại người yêu cũ? Tiếc thế. Tao còn tiếc nữa là mày. Anh Tuấn ơi, không biết là buổi trưa ở gần đây có quán cơm nào ngon không ạ? Thế thì chưa em đi ăn cùng một anh luôn nhá. Ở gần đây có quán cơm vừa ngon vừa rẻ. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhá. Nó là như thế. Anh đi chào tí nhé. Em đây. Ui em ơi, em đi đâu mà lâu thế? Anh uống thuốc em mua cho anh rồi. Bác sĩ dặn là phải đúng giờ đấy. Nhanh lên, anh đang rực hết cả người lên đây rồi. Nhưng mà em đang dở việc một tí. Cố chờ em một lát em về ngay nhá. Nhá. Ui giời ơi. Anh chị ơi. Anh chị. Ôi, gọi cái gì không biết. Ô, Ngọc à? Thế hóa ra nhà anh Tuấn ở đây ạ? Nhà anh ở đây. Còn em? Em mới chuyển đến đây, ở cạnh nhà anh ấy. Cánh tủ quần áo của em bị hỏng, nên là em sang đây mượn cái tô vít để sửa anh ạ. Thế em để anh sửa luôn cho. Đợi anh tí nhá. Mày cứ ở đây. Học anh lo. Ăn ở chị Tuyến lo rồi. Việc gì phải đi đâu. Thôi em suy nghĩ rồi. Em sẽ chuyển đi. Nếu không em ở đây sẽ mang tiếng là giặc bên Ngô. Em không thích. Thì còn này. Toàn em gây sự với chị trước thôi mà. Anh chị có để em phải động tay động chân làm cái gì đâu. Em chỉ có mỗi việc là lo ăn với lo học thôi.
Nói chung là em quyết rồi, em cũng nói với bố mẹ rồi, em sẽ không ở với anh chị nữa. Thôi được rồi, nếu như mà mày đã quyết như thế, anh chị không ngăn cản mày nữa. Thế nhưng mà anh nhắc trước, là ở một mình phải tự biết chăm sóc cho bản thân, ăn học cho nó đàng hoàng. Anh là anh sẽ kiểm tra thường xuyên đấy. Khổ quá, em biết rồi. Thảo ơi, thế còn đồ gì không anh chuyển luôn cho. Nhanh rồi chạy đi công việc. Mày ngồi xuống đây tí. Dạ. Ngồi xuống đây anh bảo. Vâng, ngồi luôn. Cái Thảo bây giờ nó chuyển đi. Mày xem không ấy, mày chuyển sang mày ở với anh chị đi. Nhà anh chị thì cũng rộng rãi. Anh là anh cả. Anh giúp được chúng mày cái gì thì anh giúp. Ồ, thế được. Thế để em chuyển sang đây ở cho đỡ tốn tiền nhà. Đi Thảo. Chồng mày với em Ngọc là hơi có cái gì đấy đấy nhá. Mày thính như chó. Hôm qua em mới nhờ tao sang sớm với tổ. Thế là... rồi luôn. Ô. À xin lỗi anh em. Vâng, làm việc, làm việc. Các cụ bảo rồi, tình cũ không rủ cũng đến, đúng không? Ấm đấy, thằng này trông thế mới số hưởng thế nhỉ? Thì cũng tại tao đẹp trai chứ sao? Mà này, giữ kín cái mồm nhá. Vợ tao với vợ mày là chơi thân với nhau lắm đấy. Mày cứ bô bô cái mồm không kể cho vợ mày, rồi đến tai vợ tao ấy, thì tao chết. Biết rồi. Anh Tuấn ơi, lên trên kho em nhờ tí. Thì hồi này chỗ làm như nào rồi? Có bị sếp đi như ngày trước kể với anh không? Sếp nào? Sếp đấy cũ rồi anh ạ. Cái gì? Thế mày nghỉ cái chỗ đấy rồi à? Thế giờ mày làm ở đâu? Em á? Em chả làm đâu cả. Đang chán hết người đây. Ô, thế chết rồi. À, chị Tuyến ơi. Chị đi cắt cho em cả cái đĩa này thành cái miếng nhỏ cái. Chị cắt to này thì ai mà ăn được. À, để chị đi cắt cho. Chán thật đấy. Vào hộ em một tí. Này, xem kiếm cái việc gì mà làm đi nhá. Người ta bảo rồi, lao động là vinh quang. Kiếm việc mà làm đi chứ cứ lêu lỏng mãi này là hỏng đấy. Rồi, biết rồi. Đây, chồng ăn đi, em ăn đi. À, muối. Thì ổi nhạt nhòa này không có muối ăn nào được. Chị làm sao ấy, đoạt thật. Để chị đi lấy. Muối đây. Hai anh em nói chuyện đi nhá. À, chị ơi. Tí chị giặt luôn cho em bộ quần áo em vừa mới tắm xong nhá. Mà từ bây giờ chị giặt luôn đi. Nhà có mấy người đâu, tiện giặt luôn một thể. Chuyện này... Ôi thôi vợ ạ. Vợ giặt luôn hộ đó đi. Ba người có ba bộ thôi chứ mấy. Vâng ạ. Chị bị được hết đấy. Được mà anh. Anh yêu ơi, em bảo, anh có tiền không? Vứt em mấy chục, em đầu tư làm ăn phát. Cái thằng này, lương anh ba cọc ba đồng lấy đâu ra mấy chục.
Thế tiền tiết kiệm của anh đâu? Chẳng lẽ không có à? Mà không có 8-9 chục thì 3-4 chục thôi cũng được. Con người yêu của em nó đang bảo làm ăn, đang có cái quả kèo này ngon lắm. Quả này mà ok nhá, em trả anh cả gốc lẫn lãi. Thôi được rồi, anh cho mày vay. Thế nhưng mà này, đừng có để chị biết đấy nhá. Rồi, anh yên tâm, em khâu mồm luôn. Đấy, kiểm tra đi. Ôi giời, nhận được luôn này. Ok, cảm ơn anh Gia nhá. Để hôm nào em dẫn nó về ra mắt. Nom con này trông chắc chắn phết. Mày cứ lo làm ăn cho đàng hoàng đi. Xác định yêu đứa nào mà cưới ấy thì hãng đưa về ra mắt. Rồi, rõ ràng. Ai, ok đấy. Tao đây. Ra quán bia nhanh lên, tao có chuyện gấp. Rồi rồi rồi, đợi tí nhá. Ở nhà ăn cơm với chị đi nhá. Ơ, anh đi đâu đấy? Anh ra ngoài có việc tí. Hai chị em ở nhà cứ ăn cơm đi nhá. Này chị ơi, chị ăn một mình đi nhá. Em chạy đi việc phát. Cái gì? Sao lại nhanh như thế được? Thì tao cũng bất ngờ mà. Ngọc báo tao cái tao bảo mày luôn đấy. Hỏng. Thế giờ mày tính như nào? Tao mà biết tính như nào á, tao gọi mày ra đây làm cái đếch chứ. Khéo vợ mày tịt thật. Mà chắc chắn tịt thì hai vợ chồng ở với nhau lâu như thế rồi mới không có con. Đây bồ với quyệt có vài cái rồi đã dính rồi. Này, hay đằng nào vợ mày cũng tịt rồi. Mày về mày nói chuyện đoảng hoảng với nó. Mày bảo nó là cho mày đón hai mẹ con cái Ngọc về để chăm lo. Đấy. Mày điên à? Nói thế ai vợ tao nghe? Ui giời, có đứa trẻ con trong nhà chả vui hơn à. Đằng đếch nào vợ mày cũng có để được đâu. Bây giờ mày về mày cứ bảo nó ấy, cho hai mẹ con cái Ngọc về đấy, chăm lo cho nó. Đến cái lúc mà nó sinh con, lúc sinh ra thì mình nhận con thôi, xong rồi cái Ngọc nó đi đâu kệ nó. Bây giờ người ta mang thai hộ đầy ấy. Nhưng mà làm thế tao có thể ác ác với vợ tao của gì ấy. Có bây giờ mày bỏ nó ấy, vì nó không để được xong mày lấy vợ khác nó mới là ác ấy nhá. Bây giờ cứ coi như là cái Ngọc nó để hộ mày đi nhá. Bắt cá ao nhà người ta, mang về ao ta nuôi. Đơn giản thế thôi. Chắc là tao phải về bảo với vợ tao thôi. Ừ. Tao cần vợ. Thế nhưng mà tao cũng cần con. Đúng rồi. Nó thôi uống đi. Nha. Uống cứ thế mà tính. Này. Đợt này ông Hiếu nhà mày có kể gì về ông Tuấn nhà chị không? Chả hiểu sao chị cứ có cảm giác không lành ấy. Cụ thể là như nào chị? Thì đi vệ sinh lúc nào cũng cầm điện thoại theo, cầm cả tiếng đồng hồ ấy. Chị để ý điện thoại lúc nào cũng để im lặng. Nói chung là ở nhà 100% là cầm điện thoại. Mật khẩu thì để mấy lớp ấy, chị không vào được. Đúng luôn. Đúng gì? Đúng những dấu hiệu của người có bồ luôn. Chị về xem thử nhá. Anh Tuấn mà có những thay đổi về ngoại hình, như là muốn trẻ ra, đẹp lên, hoặc là những thứ mà trước kia anh ấy không bao giờ dùng, tự dưng lại lôi ra dùng, như là xịt thâm miệng, nước hoa. Nếu mà có những thứ đấy thì em chắc chắn với chị rằng những nghi ngờ của chị là đúng. Nhưng mà ví dụ những cái đấy có thật nhưng mình lại hiểu lầm thì sao? Thế thì em sẽ cho chị một phép thử này. Anh Tuấn, vết son của con nào đây?
làm gì có con nào. Em cứ suy nghĩ lung tung. Bác sĩ bảo rồi nhá, phải để tinh thần thoải mái thì mới đẻ được nhá, thoải mái lên. Anh đừng có đánh trống lảng. Em hỏi anh, vết son này của con nào? Mày làm thế là ngu chứ không phải ác nhá. Thời buổi bây giờ người ta phải cơi nới, mở rộng, thêm thắt, chứ ai lại đập đi xây lại bao giờ. Rốt. Này, không phải kiếm em nào gửi lấy đứa này biết đầu với thằng cu. Tao mà gửi được á, tao gửi lâu rồi. Anh có con riêng ở ngoài rồi, là của Ngọc, làm cùng chỗ anh. Thực ra thì anh rất yêu em. Chuyện của anh với Ngọc chỉ là sự cố thôi. Bây giờ em cho phép anh đón Ngọc về, chăm sóc cho Ngọc, cũng coi như là chăm sóc cho con của anh, con của chúng ta. Đằng nào thì em cũng có sinh được đâu. Anh cũng đã thống nhất với Ngọc rồi, anh sẽ đưa cho cô ấy một số tiền, sau đó thì cô ấy sẽ để lại con cho chúng ta để chúng ta nuôi. Bây giờ anh sẽ gọi cô ấy sang đây nhé. Alo Ngọc à, em sang nhà anh ngay nhé. Em chào chị ạ. Đây là Ngọc, thuê cạnh nhà mình. Em ít giao tiếp với hàng xóm nên là không biết nhỉ. Đấy. Ồ. Lại còn phải thử như thế á? Vâng, chị cứ thử đi, có mất cái gì đâu. Em ngồi đi, đánh vào gọi nước cái nhá. Ồ, chị dâu này. Chào bà chị nhá. Phương Anh à, chú đi đâu đấy? Em đang đi với người yêu, bọn em đang đi gặp đối tác. Thôi để hôm nào em dẫn về ra mắt chị sau nhá. Còn bây giờ mà giới thiệu thì nó ngại. Thôi hai chị ngồi đi, em vào em gọi cốc nước phát. Chúc chú thuận lợi nhá. Rõ ràng. Ôi ngồi nhá. Này, là em chồng đấy à? Thế nào mà nhà chồng mày lắm anh em thế? Vâng, nhà anh Hiếu có ba anh em. Anh Hiếu là cả, xong đến thằng cu vừa rồi. Còn cái Thả là út ạ. Wow, nghe chừng là cái quả thứ hai này cũng khắm không kém cái út đâu nhỉ? Cô chắc là cô có thai với chồng tôi chứ? Chị ơi, em thật sự biết lỗi của em ạ. Là do em không kiềm chế được cảm xúc. Chứ thực sự em không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình mình đâu ạ. Em xin lỗi chị nhiều ạ. Dạ. Em đồng ý. Em sẽ nuôi con của anh với một điều kiện. Ngọc, phải theo em đi làm xét nghiệm, xem đấy có đúng là con của anh không. Được. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi. Vâng ạ. Anh đi sang xem cô ta làm gì mà lâu thế. Đây, để anh sang luôn. Anh ơi, cho em hỏi Ngọc ở đây đâu rồi ạ? À, chồng nó vừa đến đón, nó dọn đi rồi.
Sao rồi? Tình yêu của anh đâu? Con của anh đâu? Em biết là tất cả mọi chuyện sẽ như thế này à? Rồi Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, anh biết là anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội làm lại nhá. Anh biết là em rất yêu anh mà, đúng không? Anh biết mà. Anh xin một cơ hội à? Anh vừa dùng hết cơ hội của mình rồi đấy. Tôi có thể chấp nhận anh kém cỏi và vô dụng, nhưng tôi không chấp nhận được việc anh phản bội tôi. Quỳnh, em có bầu rồi à? Đồng ý là em không chấp nhận anh. Thế nhưng mà giờ em có bầu rồi, con mình phải có bố chứ. Anh thề, anh hứa là anh sẽ dành hết phần đời còn lại để bù đắp cho em. Tại sao anh làm thế với tôi? Tại sao làm tổn thương tôi như thế? Tại sao anh làm? Có cho gì gấp gáp thế, nói nghe xem nào. Con người yêu em nó cầm tiền của em vay anh trốn mất rồi anh ạ. Cái gì? Anh Hiếu, anh cho Phương anh mượn tiền lúc nào? Sao em không biết? Tại anh cũng muốn giúp nó. Đây là tiền tiết kiệm chung. Anh muốn dùng hay làm gì anh phải bàn trước với em chứ. Thì anh cũng chỉ nghĩ là cho nó vay tiền, xong rồi nó trả mình lãi, cũng có đi đâu đâu mà thiệt, nên anh mới không bàn với em. Người yêu của em trai anh vừa hay lại là bồ của anh Tuấn đấy. Giờ cô ta có bầu rồi, chị Quỳnh nói là sẽ đưa đi xét nghiệm ADN. Nếu là con của anh Tuấn thì chị Quỳnh sẽ nuôi, nhưng mà cô ta sợ quá trốn mất tiêu rồi, có dám đi xét nghiệm đâu. Cái ngọc quá. Anh biết á. Này, anh có khuyên ngăn mặt anh không đấy? Hay là anh hùa vào để ủng hộ? Khéo vợ mày tịt thật. Mà chắc chắn tịt thì hai vợ chồng ở với nhau lâu như thế rồi mới không có con. Đây, bồ với quyệt có vài cái rồi đã dính rồi. Này, hay đằng nào vợ mày cũng tịt rồi. Mày về mày nói chuyện đoảng hoảng với nó. Mày bảo nó là cho mày đón hai mẹ con cái ngọc về để chăm lo đấy. Mày điên à? Nói thế ai vợ tao nghe? Ui giời, có đứa trẻ con trong nhà chả vui hơn à? Đằng đếch nào vợ mày cũng có để được đâu. Bây giờ mày về mày cứ bảo nó ấy, cho hai mẹ con cái ngọc về đấy, chăm lo cho nó đến cái lúc mà nó sinh con. Lúc sinh ra thì mình nhận con thôi, xong rồi cái ngọc nó đi đâu kệ nó. Bây giờ người ta mang thai hộ đầy ấy. Nhưng mà làm thế tao có thể ác với vợ tao của gì ấy. Có bây giờ mày bỏ nó ấy, vì nó không để được, xong mày lấy vợ khác nó mới là ác ấy nhá. Bây giờ cứ coi như là cái ngọc nó để hộ mày đi nhá. Bắt cá ao nhà người ta mang về ao ta nuôi,
đơn giản thế thôi. Đâu, anh có khuyên ngăn nó chứ, thế nhưng mà nó không nghe. Anh mà như thế thì anh không sống nổi với em đâu. Em hiền, chứ để em nổi điên lên thì anh biết rồi đấy. Làm người phải biết đúng biết sai. Đúng thì phải biết khen, còn sai ấy thì phải biết phê bình ngăn cản. Là bạn ấy thì phải biết khuyên ngăn lúc bạn sai. Còn cái loại bạn ấy mà lúc bạn sai vẫn còn hùa theo để cổ vũ thì đấy là bè đấy, chứ không phải bạn đâu. Đúng là vô phúc khi chơi với những cái loại bạn như thế đấy. Anh cũng khuyên mà, anh khuyên mạnh chứ nó không nghe, nó cứ đâm đầu vào, thằng nó tệ thật ấy. Còn tiền tiết kiệm từ tháng này đổ đi, khi mà anh nhận lương ấy, anh phải đưa hết cho em. Ồ. Chỉ giữ lại 500.000 tiền đổ xăng thôi. Ồ. Mà thôi, khi nào anh hết xăng, anh cứ bảo em sẽ đưa tiền cho anh đổ. Em sẽ bắt đầu giữ tiền từ tháng này, chứ để cho đàn ông các anh giữ tiền á, có hư hết người. Thế nhưng... Không nhưng, anh mà nhưng nữa là em làm dùm beng lên đấy nhá. Nhẹ nhàng không muốn à? Thôi được, anh nhớ rồi. Anh không phải nhàn.